là một đứa trẻ con, nhưng mà nếu mà bố mẹ đều là người Hàn mà nó chậm nói thì người ta nghĩ ngay là thằng thằng này nó chậm nói chẳng hạn. Thế nhưng mà mình thì lại là người Việt Nam. Bố thì là người Hàn nhưng mẹ là người Việt Nam, cho nên là người ta trong cái ý thức của người Hàn ấy, người ta hay nghĩ là hay là mẹ không biết tiếng Hàn, không biết dạy con cho nên là nó không biết nói. Trời ơi, mấy cái năm ấy mình vất vả lắm mọi người. Chào mọi người. Mọi người, hôm nay thì mình sẽ ăn món gỏi cuốn. Ở đây thì mình có chuẩn bị là một ít tôm, thịt ba chỉ luộc, bún và đây là ít rau mồng xanh đó mọi người. Ở bên Hàn người ta hay ăn những cái rau này vào cái món gỏi cuốn đó. Nước mắm thì mình cũng đã chuẩn bị rồi. Bánh tráng này thì mình mua ở quán chị người Việt Nam chị bán. Rau thì rau nhà lá vườn này, mẹ chồng mình mang lên cho á. Ở đây thì mình có mua thêm được một ít bánh gạo của Hàn Quốc này mọi người. Mọi người thấy nó mềm chưa? Bọn trẻ con thích ăn mấy cái này lắm. Tí nữa mình sẽ ăn thử cho mọi người xem nhé. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cuốn cho mọi người. Xin chào Chào mọi mọi người. người. Mình đã hoàn thành xong cái món này, bây giờ mời mọi người ăn cùng với ba mẹ con nhé. Cái này là mình làm cho bọn trẻ con đấy mọi người. Hai đứa nhà mình nó thích ăn cái này nữa. Cái mì này nó hơi cay á. Cho nên là trước khi ăn Minju đã chuẩn bị nước. Đĩa của Minju này mọi người. Thường thường mình ăn cái này thì mình hay cho dưa chuột này với lại rau vào á, hoặc là ốc vào cũng được, nhưng mà bọn trẻ con nó ăn nó không thích ăn ấy. Thế là mình hôm nay mình chỉ làm có mỗi mì thôi á. Ăn thử một cái nha mọi người. Ăn thử cái có tôm trước. Mọi người biết không? Mình định làm tôm với thịt nó bằng nhau, ví dụ 10 cái này 10 cái kia, nhưng mà bọn trẻ con nó bảo là ăn tôm ngon hơn, cho nên là chủ yếu là mình chỉ làm tôm thôi, thịt thì chắc là chỉ có 3 4 cái thôi ạ. Cái món này đúng là cũng lâu lắm mới được ăn ạ. Ngoài cái bò bắp người ta ngon lắm mọi người. Cái món này á mọi người, ở trong miền Nam thì mình thấy hay chấm với cái loại nước nước tương gì nhỉ, mồng vàng vàng, mình không có biết tên. Còn mình thì mình là người miền Bắc, mình chưa có ăn cái giấm đấy bao giờ, với lại mình cũng không biết cái công thức làm như nào, cho nên là hôm nay mình chỉ ăn nước giấm thôi. Ngon dã mà. Cái nữa, cái này là có thịt này.
nhưng mà lên đây những cái mình làm tôm mình nhìn nó đẹp hơn á. Ai thật ở miền Việt Nam mình đâu mọi người, cùng một đất nước nhưng mà miền Nam hay miền Bắc ăn đồ ăn khác hẳn nhau á. Mình cho nó chơi hết đĩa mì này. Hai cái đứa này nó kén ăn ghê. Hết rồi mọi người ạ. Một cái đĩa mì mà chúng nó đánh nhanh trong vòng một nốt nhạc này. Chà, Minju. Mình không biết con các chị nuôi như nào nhưng mà con nhà mình nuôi hai đứa này khó nuôi lắm mọi người. Tại vì nó kén ăn á, cực kỳ kén ăn á. Mình làm này mà nó có ăn gì đâu. Thức ăn thức uống đấy. Nhiều khi mình nghĩ cho chúng nó làm vất vả xong đến bữa ăn chúng nó lại không ăn. Nhiều lúc điên thôi, điên. Con người ta đi học về. Đi học về phát vào bếp mở tủ lạnh xem có đồ ăn gì không, lục lọi. Hai cái đứa này đi học từ sáng đến chiều. Cơm trưa thì ăn ở trường. Chiều tầm 4-5 giờ về cho đồ ăn không, nó không cần đâu mọi người. Lạ đời ghê. Cái đồ nào chúng nó ăn, chúng nó thích thì nó ăn. Cái nào mà nó không thích thì mình không ép được đâu. Cái bọn này, đây này. Những cái bánh gạo như này thì nó lại thích ăn. Cơm piếc thì lại lười ăn. Nhất là cái thằng cu này. Thằng cu nhà mình nó lười ăn lắm mọi người. Minju thì còn đỡ nhưng mà Đông Gơn thì nó lười ăn. Nuôi một cái thằng cu này vất vả gấp mấy đứa khác các mọi người. Mọi người biết sao không? Từ hồi bé đó, cái thằng cu này mình đẻ nó mà đến xem nào. Mãi đến 5 tuổi nó mới biết nói đó mọi người. Lúc đấy 5 tuổi mới biết gọi bố gọi mẹ ra những cái câu đơn giản á. Trời, cái ngày đấy nuôi nó no dã man. Cả gia đình ai cũng lo bảo làm sao mà mãi mà nó chưa biết nói á. Nhiều đứa 3 tuổi là nó đã bập bẹ rồi. Thằng cu nhà mình 5 tuổi em còn chưa biết nói gì á. Còn cái lúc đấy thì mình cũng mới sang chưa được bao lâu á. Mình sang được khoảng 1 năm thì mình đẻ thằng cu này. Chỉ sợ người ta bảo là hay là mẹ là người nước ngoài không biết nói tiếng Hàn cho nên là con mới chậm nói đó. Trời ơi, vất vả lắm cái ngày đó. À, có một cái thầy đấy. Ăn sao hả? Xin chào mọi người. Ăn xong rồi. Bye bye. Mình nói đâu ta? Cũng là một đứa trẻ con nhưng mà nếu mà bố mẹ đều là người Hàn mà nó chậm nói thì người ta nghĩ ngay là thằng này nó chậm nói chẳng hạn. Thế nhưng mà mình thì lại là người Việt Nam. Bố thì là người Hàn nhưng mẹ là người Việt Nam cho nên là người ta trong cái ý thức của người Hàn ấy, người ta hay nghĩ là hay là mẹ không biết tiếng Hàn, không biết dạy con cho nên là nó không biết nói. Trời ơi, mấy cái năm ấy mình vất vả lắm mọi người. Mà không phải là mình không biết nói tiếng Hàn nha, mình sang đây á. Mình không có đi học ở trường hay là ở ngoài mấy. Có nghĩa là mình chỉ xem phim này. Với lại chồng mình anh ấy làm công việc tại nhà cho nên hai vợ chồng mình học từ chồng mình á. Mình thì mình so với những người khác thì mình học nhanh hơn tại vì mình tiếp xúc với người Hàn nhiều. Thế mà thằng cu nhà mình nó chậm nói tí là người ta nghĩ ngay là mẹ là người Việt Nam cho nên mới chậm nói rồi kỳ thị á. Mới đầu hai vợ chồng no quá, tại vì nó chậm nói lắm. Thế là đơn bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo không làm sao cả, nhiều đứa kiểu nó chậm ấy. Thì nó vậy thôi, đừng có lo lắng gì cả. Nhưng mà mình, vợ chồng mình thì mình biết là như vậy, nhưng mà người ngoài người ta, ví dụ như là bố mẹ chồng á, bảo cứ no lắng là sao thằng này nó không biết nói chẳng hạn. Bởi vậy cái thằng cu nhà mình nó chậm nói quá, cho nên là lúc mà nó bập bẹ biết nói là từ năm 6 tuổi, 6 tuổi nó lúc đấy nó mới bắt đầu nói là một tí. Vậy cho nên là mình không dạy tiếng Việt cho nó là vì cái điểm đó nhé mọi người. Tại vì ở bên trẻ con bên này xem nào, 8 tuổi là bắt đầu vào lớp 1. Mà trong khi đấy thằng cu nhà mình thì
mãi đến 6 tuổi nó mới biết nói được một tí. Cho nên là mình không có cơ hội dạy nó đấy. Mình cứ sợ là kiểu như là nó mà không biết nói sau này đi học vào lớp 1 rồi bạn bè nó cười nhạo hay là nó kỳ thị đó. Cho nên là mình không có nói tiếng Việt với nó mấy, chỉ mong làm sao nó nói được tiếng Hàn như các bạn bè với nó. Những cái chị nào mà lấy chồng như cái thời gian, cái thời điểm của mình ấy, có nghĩa là từ 2009 cho đến 2015, mấy cái năm đấy là chắc là mọi người, mình nói này là chắc là mọi người sẽ hiểu á. Trời ơi, đi học mà nhìn thấy đứa nào mà cứ đen đen một tí rồi kiểu như là ăn mặc không được sạch sẽ hay là kiểu nhìn lôi thôi lếch thếch ấy, là người ta kỳ thị ngay đó. Mọi người ta nghĩ là à, cái đứa này là con của người nước ngoài, à, Việt Nam với lại Campuchia mấy cái nước đấy. Trời ơi, nhìn mấy cái con mẹ người Hàn vậy ghét. Còn mấy năm trở lại đây thì Việt Nam mình nói chung là kinh tế nó cũng đi lên hơn ngày xưa nhiều, cho nên là cũng đỡ đấy. Đỡ thôi chứ không phải là không có đâu mọi người. Nói chung là ở nước nào thì cũng có kỳ thị thật, nhưng mà mình thấy người Hàn này, người ta rất hay kỳ thị những cái nước Đông Nam Á như là Việt Nam, Thái Lan rồi Campuchia. Nói chung là mấy cái nước lân cận ở khu mình á, là người ta hay kỳ thị lắm. Hai đứa nhà mình thì trước đây thì mình không có nói mấy, nhưng mà thời gian gần đây á, mình cũng cố gắng là kiểu như là nói tiếng Việt cho để cho nó hiểu ấy. Nói lại thì chúng nó không có nói lại được, nhưng mà nhiều khi trong cái tình huống như thế này mình nói là nó hiểu, nhưng mà nó không có nói theo mình á. Nhưng mà từ giờ tới đây chắc cũng phải cố gắng nói, không được nhiều thì cũng bập bẹ được một tí, chịu khó nói với chúng nó để chúng nó biết ấy. Mấy hôm trước có mấy bạn vào comment góp ý ấy, bảo là chị dạy tiếng Việt cho hai đứa đó mọi người. Thì mình cũng nhân đây mình cũng xin cảm ơn đến tất cả mọi người đã kiểu như chia sẻ những cái đấy cho mình á. Mình thì mình cũng biết là dạy cho bé tiếng Việt thì sẽ tốt cho bé sau này á, nhưng mà bây giờ thì cũng hơi muộn rồi. Tại vì chúng nó lớn rồi đó mọi người. Có nhiều khi mình dạy chúng nó mà nó không thích là nó không học đâu. Nhiều khi tâm trạng nó vui thì nó học. Cho nên là mình thì mình không muốn ép ấy, lúc nào nó thích thì mình nói, còn không thích thì mình vẫn nói tiếng Hàn bình thường. Cho nên là sau này, từ giờ trở đi vào sau này chắc là mình sẽ cố gắng nói nhiều tiếng Việt để cho hai bé nó nghe. Cũng mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Thì mọi người hôm nay mình xin chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của mình. Nhớ đăng ký, bấm chuông, like và comment để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.